Những câu chuyện thần thoại luôn là đề tài kỳ bí về các loài sinh vật, hiện tượng được đồn thổi chưa có lời giải đáp. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một loài ngựa nước chuyên thịt người. Chúng có tên gọi là Kepi. Loài ngựa nước chuyên thịt người sống hầu hết tại vùng sông Hồ Scotland. Hình dạng bên ngoài của nó là một con ngựa màu trắng hoặc màu đen, nhưng đôi khi nó cũng xuất hiện với hình dạng của một người cô gái trẻ xinh đẹp. Nó thường dùng hình dạng bên ngoài rực rỡ để lừa người khác theo nó bắt đầu ăn thịt. Một số câu chuyện dân gian ở Scotland miêu tả rằng Kepi là một con ngựa có khả năng kéo dài cơ thể để mang nhiều người xuống nước cùng một lúc và bắt đầu ăn thịt. Chúng có một chất keo đặc biệt khiến người khác bị dính vào khi chạm đến. Một chàng trai phải tự chặt đứt các ngón tay của mình để trốn thoát khỏi nó. Anh ta trốn thoát được, nhưng những đứa trẻ xấu số, bất hạnh phải chết đuối và bị chúng ăn thịt. Chúng được cho rằng có khả năng biến đổi ngoại hình của chúng thành hình dạng con người. Chúng ta chỉ có thể phân biệt được nó qua dấu hiệu cỏ dại mọc ở trong tóc của chúng. Một số câu chuyện về Kepi biến thành một người phụ nữ xinh đẹp để dụ dỗ những người đàn ông xuống bờ suối. Cô gái áp đảo người đàn ông khỏe mạnh về sức khỏe và sau đó kéo xuống bờ suối để ăn thịt. Đôi khi nó cũng biến thành một chàng trai, một ông già để dụ dỗ người khác. Điểm yếu của Kepi. Kepi có thể bị khống chế bởi một dấu đóng thánh giá xuất hiện dưới hình dạng của một con ngựa. Sức mạnh của nó được người xưa sử dụng trong việc vận chuyển đá nặng. Giống như người sói trong phim ảnh, bạn có thể sử dụng vật liệu bằng bạc, mũi tên hay đạn bằng bạc để tiêu diệt một con Kepi. Những viên đá tượng hình có niên đại từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9 là những biểu tượng cho sinh vật Kepi hoặc một giống đại loại sớm hơn thế. Hai tác phẩm điêu khắc bằng thép cao 30m, khoảng 98 feet ở Paris, có tên The Kepi. Nó được thiết kế bởi nhà điêu khắc Andy Scott. Chúng được xây dựng làm tượng đài cho nền công nghiệp ngựa ở Scotland. Công trình xây dựng được hoàn thành vào tháng 10 năm 2013 và các tác phẩm điêu khắc được khai trương để tham quan là từ tháng 4 năm 2014. Thần thoại luôn là những câu chuyện kỳ bí được đồn thổi từ đời này sang đời khác mà không một ai dám chắc chắn rằng đó có phải hoàn toàn là hư cấu hay không, khiến chúng ta phải luôn tò mò, tìm hiểu. Ít nhất bạn biết thêm một câu chuyện thần thoại thú vị đúng không nào? Hãy theo dõi kênh Thần Thoại Kỳ Bí để xem thêm nhiều video thú vị nhé. Chào các bạn!